Nguyên Nguyên mến chào quý vị đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Kỳ này chương trình sẽ mang đến cho quý vị một nội dung, đó chính là sử dụng thuốc lá điện tử để bỏ thuốc lá truyền thống nên hay không? Và nếu ngay lúc này quý vị có những câu hỏi liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, vui lòng liên hệ với số hotline của chúng tôi nhé. Và Nguyên Nguyên cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Bonismoke của công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng chương trình. Kính thưa quý vị, theo như khảo sát hiện nay cho thấy rằng thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam. Và chính vì điều này thì rất nhiều người đã quyết tâm bỏ thuốc lá với những cách khác nhau. Trong đó thì cách sử dụng thuốc lá điện tử được lựa chọn nhiều nhất để có thể bỏ được thuốc lá truyền thống và còn toát lên được sự sành điệu nữa. Nhưng thực tế thì phương pháp sử dụng thuốc lá điện tử liệu có an toàn hay không? Và người sử dụng thuốc lá điện tử liệu có thể tránh xa được những tác hại như khi mà chúng ta sử dụng thuốc lá thông thường? Và liệu có giải pháp nào an toàn hơn không và được Bộ Y tế chấp nhận? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời nhé. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Quyên ngày hôm nay thì Quyên xin được giới thiệu các vị khách mời. Bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ Lý Bá Tước đến từ Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào MC Quyên Quyên. Xin chào quý vị khán giả. Và một vị khách mời cũng đồng hành với chúng ta xin được giới thiệu anh Thanh Phong ạ. Chào MC Quyên Quyên, chào bác sĩ và chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, thì câu hỏi đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận cũng chính là chủ đề của chương trình. Đó là việc sử dụng thuốc lá điện tử để bỏ thuốc lá truyền thống nên hay không ạ? Đầu tiên chúng ta phải biết cái thuốc lá điện tử là gì đã. Thì thuốc lá điện tử nó chỉ được cái thuận tiện, nghĩa là nó tạo một cái điếu giống như điếu xì gà hay một điếu thuốc vậy đó. Và khi đó người ta bỏ một cái dung dịch vô trong đó. Rồi khi đó người ta dùng điện, có cái loại pin để người ta sạc cái điện lên và người ta làm cho cái tạo nên cái khói và hít vào. Thì nó cũng có cảm giác rất là giống thuốc lá. Mình nhớ rằng cái dung dịch đó nó vẫn có nicotine. Cái thành phần nicotine đó, đặc biệt là cái người sản xuất, người ta không cho mình biết nó là bao nhiêu đó. Nó có thể nhiều, nó ít tùy theo cái hãng. Và cái đó rất nguy hiểm, nicotine chúng ta biết rồi. Nó rất là hại với cái cơ thể chúng ta, nó gây nghiện, nó gây đủ thứ cái tác dụng phụ hết. Đồng thời nó trong đó nó có những cái thành phần khác nữa, giống như acetaldehyde nè, formaldehyde nè, và những cái chất bụi gây thơm giống như là benzene chẳng hạn. Vào tháng 11 năm 2014, cái Bộ Y tế Nhật á, người ta mới đưa ra một khuyến cáo rằng không có nên sử dụng thuốc lá điện tử, tại vì trong đó cái thành phần trong thuốc lá điện tử á, nó gây ung thư, nó gây những bệnh lý về phổi gấp 10 lần so với thuốc lá truyền thống. Do đó thành thử nằm ở một số nước như Brazil nè, Singapore nè, Úc nè, Hàn Quốc nè, vân vân. Thì người ta cũng khuyến cáo là không có nên dùng thuốc lá điện tử để thay thuốc lá truyền thống. Và chúng ta cũng không thể nào bỏ thuốc lá được bằng thuốc lá điện tử, tại vì nó cũng là thành phần tương đương và nó có thể nhiều hơn nữa và cũng nguy hại giống như nhau. Vậy thưa bác sĩ, có giải pháp nào có thể an toàn hiệu quả hơn để giúp cho những người đang nghiện thuốc lá có thể cai nghiện thành công được không ạ? Thuốc lá gây chất gây nghiện mà, muốn bỏ nó phải quyết tâm trước. Để hỗ trợ cho quyết tâm chúng ta nên thông báo với những người xung quanh. Nói tôi đang chuẩn bị bỏ thuốc lá nha, đừng có dụ dỗ tôi nha. Động lực. Đúng rồi, để tạo cho mình bớt cái căng thẳng đi, để cho mọi người cùng hỗ trợ với mình. Thứ hai là khi bỏ thuốc lá thì chúng ta nên bỏ vào những lúc mà chúng ta đừng có bị căng thẳng nhiều về công việc nhiều quá, hay lo toan về công việc gia đình nhiều quá. Chọn những thời điểm nào mà chúng ta thoải mái về tinh thần nhất. Trong lúc bỏ thuốc lá thì chúng ta cũng không nên dùng những chất kích thích như rượu nè, cà phê nè. Đừng bao giờ nghe lời rủ rê của các bạn khác. Một điếu được sẽ được điếu thứ hai. Chính cái điều đó nó sẽ làm cho chúng ta dễ tái nghiện lại. Thì dĩ nhiên trong y khoa cũng có đưa những cái giải pháp. Thì khuynh hướng bây giờ người ta có chọn những giải pháp nào mà ít tác dụng phụ nhất, hạn chế được nicotine vào cơ thể nhất, và nó từ những cái dược liệu để nó giúp cho cái hiệu quả bỏ thuốc tốt. Có một loại nước súc miệng giúp cho cái tình trạng bỏ thuốc rất là tốt, mà trong thành phần tôi biết đó là gồm 3 loại dược liệu, đó là kim ngân hoa nè, cúc hoa nè và bồ công anh. Chúng ta nên nhớ rằng cái cơn hút thuốc lá nó chỉ kéo dài khoảng 1 tới 5 phút thôi. Nếu chúng ta vượt qua được cái cơn ngay thời điểm đó thì chúng ta dễ dàng bỏ. Cái nước súc miệng nó đặc biệt đó, súc miệng xong chúng ta hút một điếu thuốc vô thì nó tạo cái vị đắng trong miệng, đồng thời có vị hôi của mùi thuốc, hỗn hợp đó làm cho chúng ta không muốn hút thuốc lá và cảm giác sợ luôn. Người mà muốn bỏ thuốc á, kết hợp ý chí mình nó càng dễ hơn, đồng thời nó lại từ dược liệu thành thử nên ít tác dụng phụ hơn. Chắc chắn rằng đây là một giải pháp có thể cắt được cơn thèm thuốc nè, rồi bỏ được thuốc lá nè, nhưng mà có rất nhiều người còn hút thuốc lào nữa. Thì giải pháp này có thể bỏ được thuốc lào không thưa bác sĩ? Thuốc lào thì cái nếu người ta nói tính về nồng độ, cái hàm lượng nicotine trong thuốc lào á thì nó khoảng chiếm khoảng 90%, còn trong thuốc lá thì nó khoảng 3%. Chúng ta thấy rõ ràng cái thành phần trong đó chính là nicotine, cũng giống như bỏ thuốc lá thôi, và Dũng vẫn dùng được cái sản phẩm mà súc miệng như vậy, nhưng mà nó có thể là lâu hơn một chút, chịu khó hơn một chút để chúng ta có thể bỏ được, thì cái thành phần nó nặng hơn và cái người lệ thuộc nó sẽ khó chịu hơn. Em gái, mày rủ anh đi uống cà phê mà cái mặt mày giống như mất sổ gạo vậy chạy. Thấy hả? Chán quá chán. Chán vậy làm gì chán? Ê, đừng nói tên chán chồng nha. Đừng nói vậy nha. Thì đúng là chán chồng. Chán cái chuyện mà hút thuốc của ảnh đó. Em nói ảnh,
anh cũng lắng nghe anh. À, đó tốt. Quá tốt luôn. À. Từ cái thuốc lá truyền thống mà anh chuyển sang thuốc lá điện tử. Anh nghĩ coi cái thuốc lá điện tử trong cái thành phần tinh dầu cái gì trong bơm bơm trong đó đó thì nó có là nicotine. Đúng rồi. Đó, hút vô trong người. Sao mà biết được nó ảnh hưởng cỡ nào? Em tốt cho ảnh mẹ máu hoài mà anh không có chịu bỏ. Đó, anh nói gương hai em đi. Phải quyết tâm lên là bỏ được liền. Thật sự cái gì cũng được, chỉ có quyết tâm là không làm được hả? Em nghĩ anh bỏ thuốc được là do quyết tâm. Thì đúng rồi. Đâu ra vậy? Trời đất ơi, anh mà quyết tâm bỏ tới bỏ lui, hút tới hút lui mấy lần, cuối cùng nhờ coi tivi tìm ra được một cái giải pháp cho nên mới bỏ được. Ủa vậy là cái chuyện mà bỏ thuốc lá của anh hai là không phải quyết tâm mà là có giải pháp. Có giải pháp hỗ trợ. Trời ơi, sao có không nói cho em biết để em coi như đau đầu đau não thời gian dài vậy. Tôi bay có hỏi đâu. Vậy nè, anh tình cờ anh coi trên tivi á. Dạ. Anh thấy có một cái nước súc miệng, trong đó nó chứa là kim ngân hoa này, cúc hoa này, rồi bồ công anh. Đó, nó làm cho mình là dễ dàng bỏ thuốc lắm, nghe không? Mà cái này là được Bộ Y tế cấp phép lưu hành đàng hoàng. Súc không thôi mà từ thiên nhiên. Một tuần lễ. Một tuần lễ. Là tự nhiên chán bỏ luôn. Bỏ thuốc luôn. Hay chưa? Ô cái gì mà hay dữ vậy nè. Thì về bởi vì thôi không được được được. Anh hai ngồi đây đi. Dạ. Em đi về. Về chi? Đi về kể ông nghe. Trời ơi lâu quá anh không có uống cà phê với nó, bị gọi nó ra đây uống cà phê sẵn anh chỉ đó cái giải pháp đó luôn. Bonnie Smoke hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa bác sĩ, đến với chương trình thì chúng ta có mời đến một vị khách mời, chính là anh Thanh Phong, cũng là một người có thể nói là đã từng nghiện thuốc lá rất là nhiều năm đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ câu chuyện của mình cho quý vị khán giả cũng như bác sĩ được biết được không ạ? Hồi trẻ thì tôi bắt đầu tập tành hút thuốc từ năm 20 tuổi, thì hút thuốc cũng chả sung sướng gì đâu. Nhưng vì đua đòi bạn bè hàng xóm nên tôi mới hút thuốc. Thì không lẽ mày hút được, không lẽ tao hút không được. Và sau đó trở thành nghiện. Thì tôi hút càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày thì hút ít nhất một bao. Đi ra ngoài hàng quán á, tôi gặp cái cô bán nước và có để sẵn một cái điếu cày. Thì ít nhất ra tôi cũng phải bắn vài bi. Trong thời gian trẻ thì tôi cứ nghĩ là sức khỏe mình tốt. Bây giờ thì tôi mới phát hiện là sức khỏe mình nó đi xuống. Tôi bị bệnh đau họng nè, viêm cổ họng và bị viêm phế quản, ho dai dẳng kéo dài. Thì hiện nay trong cái xã hội văn minh, người hút thuốc cũng bị lên án khá là nhiều. Và đặc biệt thì mọi người xung quanh cũng không có thích những người hút thuốc. Tôi quyết tâm bỏ thuốc lá nên là trong túi của tôi lúc nào cũng có một cái viên kẹo cao su. Mỗi lần mà lên cơn thèm thuốc thì tôi lại lấy viên kẹo ra để dùng hoặc là tập trung vào việc gì đó để cho quên đi cái điếu thuốc. Nhưng ngày đầu tiên thì làm được, những ngày sau thì tôi tiếp tục quay trở lại hút như bình thường. Cũng may là tôi tìm được một cái giải pháp bỏ được thuốc lá. Nên là bây giờ tôi đã bỏ được thuốc lá một cách rất là thành công. Bác sĩ có thể chia sẻ vì sao cái sản phẩm này nó lại mang lại cái hiệu quả tốt như vậy ạ? Cái sản phẩm nước súc miệng mà có thành phần là kim ngân hoa nè, cúc hoa và bồ công anh á, nó có những cái đặc điểm như sau. Thứ nhất là từ dược liệu thì nó ít tác dụng phụ. Thứ hai là nó không có đưa cái nicotine vô trong người mình, nó giúp cho người tiêm vào miệng và đi ra thôi. Thành thử nên nó rất là an toàn cho người sử dụng. Cái tác dụng của nó tương đối nhanh, nghĩa là cái hiệu quả của nó để mà bỏ thuốc á nó nhanh hơn, nghĩa là khoảng chừng 3 ngày tới 7 ngày thôi. Có một cái nghiên cứu của Viện Học Cổ truyền Trung ương thì người ta nghiên cứu về bỏ thuốc lá trong 7 ngày thì người ta thấy rằng trong 7 ngày đó thì cái tỷ lệ bỏ thuốc lá được tới 72,7%. Cái sản phẩm như vậy thì nó rất là hiệu quả trong cái việc bỏ thuốc lá, bỏ cả thuốc lá và lẫn thuốc lào. Chúng ta sử dụng những sản phẩm như vậy thì đúng là rất là tốt. Bonnie Smoke hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Xin được cảm ơn bác sĩ, cảm ơn vị khách mời đã đồng ý tham gia chương trình. Và ngay lúc này, quý vị còn những thắc mắc nào nữa, có thể liên hệ ngay với số hotline của chúng tôi. Và Quyên Nguyên cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Bonnie Smoke của công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.